Mình gặp mặt thằng cún các bạn ạ. Ôi, xin chào các em nha. Ôi, cắm mua lắm, chắc ở đây mình vẫn cắm. Em ơi, mình gặp thằng cún này. Em ơi, cún ơi. Ôi, một đàn cún 4 con này, yêu chưa các bạn này à. Ôi, đi đâu đây? Không hả? Đây. Một đàn cún 4 con các bạn ạ. Quá các bạn ơi. Đấy thì các em bạn ấy cún thì mình thấy cho về. Ui, nhìn yêu chưa? Đấy, có một con này. Hai con này. Ba con này. Bốn con nè. Có tận 4 con các bạn ơi. Ui trời ơi. Nhìn vào đây lắm mũi quá. Thì về với chị nhá. Bốn màu luôn. Làm bạn luôn. Nhị đi về với nhảy với chị nhá. Mệt quá các bạn ạ. Giải cứu được ổ đêm này mình toát hết mồ hôi rồi. Bây giờ thì mình sẽ mang em về nhà nhé. Ở đây vừa mát, vừa nóng này, vừa lắm buổi này, xong này vừa nhiều gai, rất là nhiều gai nhé. Chị mang các em về nhà chị mệt quá.
Mệt quá. Em chuẩn nhập. Cún ơi, ra đây. Cún. Cún ơi. Tay mới ăn chứ đĩa không ăn chứ nè. Đây đi đâu ấy, đi ra đây. Trời ơi, còn lại phải lau nữa cả. Úi trời ơi. Như thật. Úi trời ơi, ra được tắm suốt tiêu. Ngãi đẹp, tắm cho. Ông chưa, ông cho tắm một cái lũ ba thằng cho choai kia, ông cho ông tắm. Đây, qua lũ này ông cho chậu nằm im. Này đi vào đây. Nóng. Úi trời ơi, về đây mà quay quát đẹp. Đây,
cơn cơn. Chuyển nó hàng phòng mình ở này nó còn hơi mệt.